À, chào các bạn, em sẽ giới thiệu thêm các bạn một cái cục sạc dự phòng của thương hiệu Rap Power của Mỹ ha. Này nó ra đời năm 2011, hiện nay rất là nổi tiếng ha. Nó dung lượng là 10.000 nhưng nó cực kỳ nhỏ gọn và cực kỳ đơn giản, mà chỉ có hai cổng thôi, một cổng Type-C và một cổng USB-A. Trong đó cổng Type-C in-out áp dụng công nghệ Power Delivery 18W ha. Còn cổng USB-A cũng áp dụng công nghệ quyết chạc 18W luôn, quyết chạc 3.0 á, nó chỉ có hai cổng thôi ha. Và chỉ một cổng in là cổng C in out cùng một lượt. Nó áp dụng hai công nghệ sạc nhanh như mình vừa chia sẻ là Power Delivery 18W và quyết chạc 3.0 18W, tổng công suất cũng là 18W. Cho nên chúng ta khi mình đã sạc hai thiết bị á, nó cho ra công suất tối đa là 15V ha, nghĩa là 5V 3A nếu chúng ta sạc hai thiết bị cùng một lúc. Còn nếu chúng ta sẽ sạc một thiết bị thôi thì nó sẽ là 18W ha. Tùy chúng ta chọn là sạc iPhone thì dùng cổng C ha, hoặc chọn Android dùng quyết chạc. Này nó dùng là pin cao cấp của LG ha. Các bạn thấy pin LG ha. Áp dụng hai công nghệ sạc nhanh, tổng công suất 18W. Ok, đây là thông số kỹ thuật nè. Mã hàng là RB BB194 ha. Như bạn nhìn thấy nó cực kỳ nhỏ gọn, nó nhỏ hơn cái thẻ ATM của mình nữa ha. Mình sẽ cho bạn xem sớm thôi ha. Và đây thông số kỹ thuật nè. Input á là 18W ha, là input PD hoặc là QC 2.0 ha, nghĩa là chúng ta có thể dùng cáp C2C để sạc bằng Power Delivery, hoặc chúng ta sử dụng cáp A2C ha. Cáp A2C đây nó tặng sẵn rồi để chúng ta input bằng quyết chạc 2.0 ha. Còn cổng PD output nó cũng để đây luôn ha, 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A ha. Còn cổng A QC 3.0 thì cũng là 5V 3A, 9V 2A và 15V ở 12V 1.5A. Khi sạc hai cổng cùng một lúc á thì là 5V 3A. Đây nó sử dụng một cái bốn cục pin. Một cục pin có dung lượng là 2500 thì bốn cục nó là 10.000 mAh. Đây ghi là công suất tối thiểu, nghĩa là dung lượng tối thiểu á là 9700 mAh ha. 35.2 W/giờ ha. Ok, để không làm mất thời gian bạn nữa thì mình sẽ vui nó ra ha. Này mấy bạn nào thích sự nhỏ gọn, 10.000 thì nó có sạc được hai lần iPhone 11 Pro Max như vậy ha. Các bạn thích mà nhỏ gọn, bạn mua này rất là tiện, tại vì nó vừa sạc nhanh nè mà vừa cực kỳ nhỏ gọn. Chúng ta hãy bỏ cái túi áo sơ mi á, hoặc chúng ta bỏ vào cái mấy túi xách nhỏ bạn nữ ha. Đây là cái manual ha, hướng dẫn sử dụng. Thôi mình đi trực tiếp cho nhanh đi, xem nó tặng chúng ta được cái gì. Đây các bạn tin nổi không, 10.000 mAh mà nó nhỏ gọn như đây nè ha. Một cổng C in out ha, các bạn có thể dùng cáp C2C để chúng ta sạc bằng Power Delivery cho nó, hoặc là A2C để chúng ta sạc input quyết chạc 2.0 cho nó ha. Còn nó ra là nó ra Power Delivery như các bạn ha. Và nó có một cổng bên đây ha, cổng out bên đây nữa là cổng quyết chạc 3.0 ha. Cực kỳ đơn giản, hai cổng ha. Input chung với output chung cổng C, còn này là output cổng A quyết chạc 3.0. Nó tặng chúng ta một cái túi để đựng chính nó ha, chúng ta bỏ vào đựng bằng nhung, và một cái cáp A2C. Với nó tặng cáp A2C như vậy thì chúng ta input bằng quyết chạc ha, chúng ta có cái cốc quyết chạc 2.0 hoặc 3.0 mình ta input cho nó, còn không thì chúng ta dùng cáp C2C nè để chúng ta sạc Power Delivery cho nó input ha. Còn output ta là mình nói rồi ha, nó sạc nhanh iPhone 8 trở lên từ 0% đến 50% pin trong 30 phút. Ok, thì để sạc nhanh cho iPhone 8 trở lên á, thì chúng ta để sạc iPhone 8 trở lên thì chúng ta cần một cái cáp C to Lightning ha, cần cáp C to Lightning. Thì chúng ta lấy cáp C to Lightning chúng ta sạc cho iPhone. Thì đây mình sẽ lấy cái đồ thử ra, chúng ta thử ra. Chúng ta sẽ thử cho cái này. Đây là mình dùng cáp C to Lightning của Hyper, một thương hiệu cũng rất là nổi tiếng của Mỹ, chuyên sản xuất phụ kiện cho Apple ha. Mình lấy máy dòng đo ha, để mình đo cho nó ha.
À quên nữa. Đây, để mình gửi ra, mình so sánh đây. Đây thẻ ATM của mình ha. Bạn thấy không? Nó nhỏ hơn cái thẻ ATM nữa. Đó, về chiều dài ha. Nên chúng ta bỏ vào túi áo ha, chúng ta bỏ vào túi áo, túi quần, quần tây, quần jean hay vào cái ba lô hay là túi xách hay là cái ví của bạn, mấy bạn nữ ví mà xách tay á, nó rất là nhỏ gọn ha. Ok, không làm mất thời gian mà mình sẽ test vào đây ha. Mình sẽ lấy một cái iPhone. Đây là iPhone XS Max ha. Điểm đặc biệt á là khi chúng ta mà sạc nhanh, nghĩa là nó sạc nhanh một thiết bị nào đó, một đèn xanh sẽ sáng để chúng ta biết được á. Nếu chúng ta không có cái cục đo này thì chúng ta sẽ biết được là nó đang sạc nhanh cho thằng nào đó. Hoặc khi input cho nó, khi sạc vào cho chính nó mà được sạc nhanh là sạc QC 2.0 hoặc là PD 18W á, thì nó cũng có một đèn xanh nó sáng. Còn sạc thường thì sẽ là bốn đèn LED màu trắng hết bạn ha. Đó, để chúng ta thử. Ok, để mình sẽ gắn vào đây ha. Đó, khi nó kêu tin tin hai lần nó sẽ nhảy lên dòng sạc nhanh ha, là 9V 2A các bạn ha. Mình đang sạc ha. Đó, này chúng ta đang sạc nhanh, mình sẽ cắm lại cho bạn xem, thấy nó kêu tin tin hai lần nha. Khi tin tin hai lần và nó sẽ nhảy từ dòng 5V 3A lên 9V 2A ha. Dòng 5 nè. Nó kêu tin lần nữa nhảy lên 9. Đó, đây là chúng ta đang sạc nhanh cho iPhone, ngày iPhone 8 trở lên nha bạn ha. Là đầy 0 đến 50% pin trong 30 phút. Thì để mình để cho nó cố định xíu ha. Đó là chúng ta đang sạc nhanh bằng cổng C áp dụng công nghệ Power Delivery ha. Thôi giờ mình qua cổng A đi, chứ đợi nó ổn định thì lâu lắm, các bạn biết là lên dòng sạc nhanh thì nó sẽ vậy. Ok, chúng ta sẽ test bằng cái quyết chạc ha. Giờ chúng ta sẽ test quyết chạc 3.0 cho nó. Chúng ta sẽ test quyết chạc 3.0 cho nó ha. Chúng ta test quyết chạc thì chúng ta cũng lấy một cái đồ đo để chúng ta đo coi quyết chạc 3.0 nó lên đủ 10 dòng 9V hay không ha. Ok, đó. Thì để đo quyết chạc thì chúng ta sẽ cần một cái điện thoại Samsung. Đây là dùng quyết chạc ha, Samsung này A51. Vừa mới ra mà giờ ra A71 luôn rồi. Samsung nó ra nhanh quá. Ok, thì mình sẽ sạc cho nó bạn ha. Đây chúng ta cái app A2C. Cái cáp này mình lấy của thằng OK ha. Chúng ta có thể lấy cáp của chính nó ha. Đây, cáp A2C của chính nó nè, tại vì mình làm biến phôi ra thôi. Mình có sẵn cáp A2C rồi nên mình sẽ sạc luôn một cáp A2C ha. Của OK ha. À, mình chưa nhấn nút nguồn bạn nha. Đó, để sạc nhanh bạn thấy không? Sạc nhanh. Đây, sạc nhanh lên 9V luôn ha. Lên dòng 9V ngay luôn. Đó là chúng ta đang test quyết chạc cho cái cục sạc dự phòng Rapid Power RB BB194 ha bạn nhé, BB194. Đó. Để mình nhấn cho các bạn thấy cái sạc nhanh này, Samsung này nó hay, cái sạc nhanh thì nó báo sạc nhanh ha. Đó. Ok. Rồi khi mà sạc hai thiết bị thì sao? Khi sạc hai thiết bị á, quên nữa, nãy quên cho bạn xem á. Đây, nghĩa là khi sạc nhanh á thì một đèn xanh sẽ sáng lên để chúng ta, nó báo chúng ta biết là đang sạc nhanh ha. Còn khi mà chúng ta sạc hai thiết bị á thì cái đèn xanh này sẽ bị mất đi, nghĩa là nó không còn sạc nhanh nữa. Không còn sạc nhanh nữa thì chúng ta sẽ nó cho công suất là 10 15W thôi, là 5V 3A nè. Bạn sẽ thấy á, là nó không còn đèn xanh nữa bạn nha. Đó, tại vì tổng công suất nó chỉ có 18W thôi, cho nên chúng ta chỉ sạc nhanh iPhone hoặc sạc nhanh Android ha. Còn nếu sạc hai thiết bị cùng một lúc á, thì nó là sạc thường dòng dòng 3A chứ không còn lên được dòng 9V nữa ha.
Ok thì cái đây là mình đang cho bạn xem ha. Cổng C nó ra được 4.7V 2A. Còn này ra sao này, lộn là nhức đầu quá. Cũng là cũng vậy luôn ha, cũng 4.8. Nó nhảy tùm lum hết á. Ok, còn khi mà mình các bạn lưu ý là khi mà mình gỡ bất kỳ cổng nào ra ha, mình gỡ cái thằng cổng out ra thì hồi chút xíu nữa nó sẽ sạc nhanh lại cho thằng thằng iPhone này, thì nó sẽ hiện lại đèn sạc nhanh các bạn ha. Để mình nhấn nút nguồn đi, điện thoại chứ nó lâu lắm. Nè, bạn thấy đèn đèn trắng là chưa sạc nhanh đó, rồi để tháo ra gắn lại cho nó nhanh thôi. Tại khi mình tháo ra nó mà lại quay lại chu kỳ ban đầu ha. Đây và hai đèn xanh hiện lên liền ha, lên dòng 9V thì đèn xanh nó hiện lên ha. Ok, xin cảm ơn các bạn và hy vọng là các bạn sẽ thích cái cục sạc dự phòng này ha. Siêu nhỏ gọn và sử dụng hai công nghệ sạc nhanh cùng một thiết bị ha, cùng một lúc ha, trên cùng một thiết bị và cực kỳ nhỏ gọn. Vậy thôi. Còn khi chúng ta sạc nhanh cho nó như mãi mình nói rồi ha. Khi sạc nhanh cho nó thì chúng ta sẽ dùng cái cáp của chính nó ha, cáp mà A2C nè, cáp A2C nè, mình có sẵn mình lấy cái mình làm mình biến mở quá, lấy cáp A2C chúng ta sạc sạc nhanh cho nó thì nó vẫn là sáng đèn xanh nha bạn ha. Khi bạn sạc nhanh nó sẽ sáng đèn xanh, sạc nhanh bằng quyết chạc 2.0 hoặc là PD ha. Đây là chúng ta đã sạc cho nó nè, đó nó có màu xanh là bạn biết là đang sạc nhanh bằng công nghệ quyết chạc 2.0 ha. Còn là nếu chúng ta không dùng cáp A2C của nó thì chúng ta có thể dùng cáp khác là cáp C2C để chúng ta sạc bằng Power Delivery ha, thì các bạn chọn thôi. Nhưng mà nó có tặng chúng ta cáp A2C rồi thì chúng ta nên sạc bằng quyết chạc. Còn bạn nào dùng iPhone thì nên dùng cáp C2C để chúng ta sạc cho nó. Đây bạn nào mình dùng cáp C2C ha. Đây nha. Ok, C2C chúng ta sạc vào, nó là sạc bằng PD. Đó, một đèn xanh sẽ sáng. Đó là chứng tỏ là khi mà sạc nhanh cho nó thì có một đèn xanh báo hiệu. Hoặc nó sạc nhanh cho thiết bị của bạn thì nó không phải một đèn xanh đó. Còn sạc thường sẽ là đèn trắng hoặc là không có đèn. Ok, xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bạn trong những cái video clip tiếp theo ha.